Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mời các bạn cùng đi theo mình đi tìm những chiếc xe đồ chơi nha các bạn. Rồi, let's go. Wow, đi thôi các bạn ơi. Ô, các bạn ơi. Đây nè, ở đây có hai chiếc xe đồ chơi nè các bạn. Rồi, để mình lại đó xem nha. Wow, ở đây có hai chiếc xe cẩu nè các bạn. Wow, ở đây có hai chiếc xe cẩu. Ô, bạn này bị hư rồi các bạn ơi. Ô, bạn này bị hư rồi nè. Rồi, để mình sửa chữa bạn đó nha. Bạn chỉ xúc bánh xe ra thôi. Rồi, để mình lắp bánh xe vô cho bạn đó nha. Đây, rồi, lắp bánh xe vô. Rồi, lắp chặt vô nha. Rồi, còn một bánh nữa các bạn ơi. Cái này thì mình phải lắp bánh vô trước nè. Đó, lắp bánh vô đây trước. Rồi, bắt đầu mới lắp lại, mới xỏ vô đây. Rồi, lắp vô đây. Wow. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Ô, xe cẩu của mình hoạt động lại bình thường rồi nè. Đó. Rồi, để mình thu cẩu lại rồi mình chạy thử cho các bạn xem nha. Ồ, có động cơ luôn nha các bạn. Rồi, chạy thử nào. Wow. Rồi, còn chiếc này nữa. Chiếc này thì bị xúc cái này ra nè các bạn. Đó, mình bị xúc cái tông này ra nè. Rồi, để mình lắp vô. Rồi, bình thường rồi nha các bạn. Đâu mình thử chạy nha. Đây, mình thử chạy nha. Cái này động cơ phía sau nha các bạn. Động cơ phía sau. Rồi, thử chạy nha các bạn. 1, 2, 3. Wow, chiếc này mạnh hơn đó các bạn. Hai chiếc này chơi vui quá các bạn ơi. Rồi, mình để hai bạn nó ở đây nha. Rồi, mình đi tìm tiếp nha các bạn. Đây, mình đi tìm tiếp đây. Ôi, các bạn ơi các bạn. Ôi, nhìn kìa, ba chiếc xe luôn kìa. Ba chiếc xe gì nữa ta? Đâu mình lại coi coi. Đây là ba chiếc xe cứu hỏa nè các bạn. Wow, đây là ba chiếc xe cứu hỏa nè. Mình coi chiếc này trước nha. Và chiếc này đẹp quá các bạn ơi. Đầu màu vàng nè, đằng sau này màu đỏ nè các bạn. Đằng sau màu đỏ nha. Gặp lại được luôn nè các bạn. Gặp lại được luôn nè. Không biết có động cơ không. Động cơ phía sau các bạn ơi. Đó, bạn này động cơ phía sau nè. Mình thử đẩy bạn đi nha. Đây, mình thử đẩy bạn đi. Thôi, bạn này đi xa quá các bạn ơi. Rồi, mình quay lại đây. Rồi tới bạn này nha các bạn. Wow, bạn này to quá các bạn ơi. Nhìn nè, bạn này to chưa. Rồi, bạn này có cái vòi xịt nước nữa nè các bạn. Đó, khi mà đám cháy đang ở trên cao thì mình sẽ kéo cái này lên rồi xịt nước nha các bạn. Đó, dập tắt lửa. Xem coi động cơ ở phía nào đây. Động cơ phía sau luôn các bạn ơi. Nè. Đây là động cơ phía sau luôn nè. Rồi, cho bạn nó chạy thử nha các bạn. Đây, cho bạn chạy thử nha. Wow, bạn này to quá nên chạy chậm lắm các bạn ơi. Nhưng mà động cơ rất là nặng luôn nha. Động cơ rất là nặng luôn. Còn bạn này nữa các bạn ơi. Bạn này bị hư rồi các bạn. Rồi, để mình sửa chữa lại luôn nha. Bây giờ mình bắt đầu từ bánh xe đi. Đây, mình lắp bánh xe vô nha. Đây, ây da, cứng quá các bạn ơi. Đây, mình lắp vào. Rồi. Rồi, tiếp theo bánh này nha các bạn. Đây. Rồi, vô được hai khớp rồi. Xong phần bánh xe rồi các bạn ơi. Giờ tới phần cầu thang rồi các bạn. Cầu thang giờ mình lắp bên đây trước nha. Đây, đây là cái vòi xịt nước nè. Rồi, xong rồi các bạn. Giờ lắp vô đây sao ta. Đây nè các bạn ơi. Đây, đây, đây. Để mình lắp bạn nó vô. Đây. Rồi, bên đây nữa. Rồi, xong rồi các bạn. Lắp cái khớp này vô nữa là xong rồi nè. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Mình sửa xong bạn cứu hỏa này rồi. Đâu, mình xem bạn này có động cơ không ta. Bạn này động cơ nằm phía trước các bạn ơi. Wow, bạn này động cơ nằm phía trước nè. Rồi, mình đẩy thử nha các bạn. Đây, mình đẩy thử nha. 1, 2, 3. Wow. Thêm một bạn gì nữa đây. Wow, thêm một bạn gì nữa đây các bạn ơi. Thêm một bạn xe bồn trộn bê tông nè các bạn. Wow, rồi, để mình lắp vô thử coi. Sửa chữa bạn này. Đây. Rồi. Wow, xong rồi nè các bạn.
ha, bạn này sửa chữa dễ ha. Đó, đó mình coi bạn có động cơ không nha. Ồ. À, động cơ nằm phía giữa mà hình như bạn bị kẹt rồi hay sao các bạn ơi. Động cơ bạn bị kẹt rồi. Bạn này bị hư động cơ rồi. Mình phải tháo ở bên trong ra mình kiểm tra thì mới được nha. Thôi để bạn nó ở đây đi. Rồi để bạn này đây luôn. Rồi mình đi tìm tiếp nha các bạn. Đây, mình đi tìm tiếp nha. Wow. Wow. Các bạn ơi, bên này nè các bạn. Wow, ba bạn trộn bê tông luôn nè. Wow, ở bên này có ba bạn xe trộn bê tông luôn nè các bạn ơi. Wow, bạn này màu hồng nè các bạn. À, đẹp không các bạn ơi. Màu hồng và màu xanh nha. Rồi. Bạn này cũng có động cơ luôn nè. Đó. Rồi, mình đẩy bạn nó thử nha. Đây. Wow. Rồi. Hai bạn này thì bị hư rồi. Đây, mình sửa chữa luôn nha các bạn. Mình sửa chữa luôn nha. Bạn này hình như lắp vô đây thì phải. À, mình lắp vô đây trước nha. À, rồi, tới đây rồi. Rồi, mở này ra. Wow. Đây, được rồi nè các bạn. Đó. Mình xoay này nè, đó thấy chưa? Bạn trộn bê tông này đã xoay lại được rồi nè. Ồ, hay quá các bạn ơi. Đâu, xem thử bạn này có động cơ không nha các bạn. À, bạn này động cơ nằm phía trước các bạn ơi. Ha, bạn này động cơ nằm phía trước nè. Mình đẩy bạn nó đi thử nha. Wow. Bạn này đi xa quá các bạn ơi. Rồi mình quay về mình sửa chữa bạn kia luôn nha. Đây, mình sửa chữa bạn này luôn nha. Giờ bạn này gắn ở đâu ta? Đây, gắn đây rồi các bạn ơi. Rồi. Xong rồi các bạn. Xong rồi nè. Wow. Rồi. Ô, bạn này không có động cơ các bạn ơi. Bạn này đẩy các bạn ơi. Ở đây có hai bạn bên cát nữa các bạn. Hai bạn bên cát nữa nè. Wow, rất là đẹp luôn. Bạn này đẹp quá các bạn ơi. Bạn này màu vàng và cái bên màu đỏ nè các bạn. Wow, có động cơ luôn nè. Wow, bạn này hay quá. Rồi, đi nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Mình sẽ sửa chữa bạn này luôn nha. Đây, mình sẽ sửa chữa bạn này luôn. Gắn cái bên bạn nó vô. Cái khớp nó vô rồi đó các bạn. Bạn này rất là đẹp luôn rồi các bạn. Cái bên màu xanh nè, cái đầu màu trắng nè. Động cơ bạn này động cơ bạn này nằm ở giữa nha các bạn. Rồi mình thử xem nha. Động cơ bạn này yếu quá các bạn ơi. Chạy được chút xíu à. Yếu quá. Đâu mình chạy thử nha các bạn. Yếu quá các bạn ơi. Thôi, mình đi tìm tiếp nha các bạn. Ở đây. Wow. Ở đây có nhiều xe quá các bạn ơi. Xe ben nè các bạn. Bạn này bị xúc cái bánh ra nè. Để mình lắp cái bánh vô nha. Đây, lắp vô. Wow. Rồi. Bạn này cũng là xe đẩy luôn các bạn. Chạy nè, pin. Rồi. Bỏ đá vô nào. Đó, bỏ đá vô. Rồi, đi thôi. Rồi, ben đá xuống bạn ơi. Wow, hay quá. Rồi, tiếp theo. Wow, bạn này đẹp quá các bạn ơi. Bạn này màu tím rồi các bạn. Cái đầu đằng trước màu tím rồi các bạn ơi. Đằng sau là cái ben là màu xanh rồi các bạn. Rất là đẹp luôn. Bạn này cũng là xe đẩy luôn. Tiếp theo bạn này nè các bạn. Bạn này cũng bị xúc cái ben đây nè. Để mình đắp lại luôn nha. Rồi, mình đắp lại luôn. Ok các bạn. Ben hoạt động lại bình thường rồi đó. Wow, bạn này cũng có động cơ luôn các bạn ơi. Rồi, mình đẩy bạn nó đi chơi nha. Các bạn ơi. Có thêm một chiếc xe gì nữa nè các bạn. Wow, nhìn nè các bạn ơi. Xe chở rác các bạn ơi. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Để mình khui ra cho các bạn cùng xem nha. Để mình khui ra. Đây. Đây, wow. Rồi, đây móc đây. Kéo ra nè các bạn. Wow. Đẹp chưa các bạn ơi. Xe chở rác nè các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp luôn nè. Rồi, mình lấy cái này ra trước nha. Đây là cái điều khiển nè các bạn. Điều khiển nè. Các bạn nhìn cái điều khiển nè. Đi lên nè, đi lùi nè. Về trái, về phải nè các bạn. Wow, để đây nha. Rồi, tiếp theo. Đây là chiếc xe nè các bạn. Rồi, đây nè các bạn. Đó. Rồi, lấy ra nào. Wow, chiếc xe chở rác rất là đẹp luôn các bạn ơi. Lấy cọng thùng về luôn. Nào. Xe chở rác này mở được bên trong rồi luôn nè các bạn. Đó. Đây nữa nè.
Wow, xe chở rác này có một cái thùng rác ở trong này luôn rồi các bạn ơi. Để mình gắn thử cái thùng rác vô nha. Gắn đâu ta? Đây, gắn đây nè các bạn. Đây, gắn đây. À, rất là hay luôn, đổ rác vô nè các bạn. Rồi, bây giờ mình kiếm pin. À, đây nè các bạn. Rồi, để mình tháo pin ra nha. À, để mình tháo pin bạn ra coi xem bạn nó xài pin gì nha các bạn. Rồi, bạn xài pin tiểu nha các bạn. Rồi, 4 cục pin nha các bạn. Rồi, mình lắp vô nha. 2 cục, 3 cục, 4 cục pin. Rồi, mình lắp lại nha các bạn. Rồi, rồi mình bật bảng lên nha. Mình lắp thêm điều khiển nha các bạn. Rồi, à, điều khiển 2 cục pin nha các bạn. Đây. Rồi, lắp lại nào. À, các bạn ơi, bạn đi được rồi nè các bạn. Rồi, mình điều khiển thử nha. Wow, wow, có đèn luôn các bạn ơi. Mình bị kẹt rồi. À, để mình lấy bạn ra nha. Đây cái đường bằng phẳng nha các bạn. Bạn này phải chơi trên địa hình bằng phẳng thì mới chơi được các bạn ơi. Ở đây rất là nhiều sỏi đá nên bạn cũng không có chạy được. À, nhưng mà bạn này có đèn nè các bạn. À, rất là hay luôn ha. À, quẹ trái nè, quẹ phải, quẹ trái nè các bạn. À, bạn xe rác này chơi cũng rất là hay luôn nha các bạn. À, nhưng mà các bạn ơi, bây giờ trời cũng chiều rồi, mình cũng phải về nhà ăn cơm học bài nữa. Hẹn các bạn tập tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.